check từ đầu ấy. À, nhiều phết nhỉ. Ờ. Rồi, đầu tiên là cánh bỏ tạm đi nhá. Base mesh này, hair này, tức là những cái gì thừa rồi tạm thời xóa hết đi. Headline xóa. Tạm thời. Ok. Tại vì hiện tại bây giờ mình đang feedback về phần UV mà thành ra là anh sẽ bỏ hết đi cho nó nhẹ. Cái tạm thời là anh cứ bỏ hết đi đã. Rồi, delete rồi, delete free transform all. Rồi, ok. Chính ra em cho hai hai cái một tay kia cầm kiếm một cái tay cầm giáo cũng được mà. Hoặc là tay tay kia thì em cho nó đốm lửa hoặc là cho cái đầu lâu gì đó. Rồi, ok nhá. Thì trước khi mà làm UV này ấy, thì mình sẽ phải tối ưu nó đã. Chờ em một chút. Bây giờ mình sẽ phải tối ưu nhá. Tối ưu là như thế nào? Đấy, đầu tiên nhá. Đấy, sẽ phải nốt lại. Tối ưu nhá, thì tức là những cái phần nào mà không nhìn thấy ấy, thì mình sẽ phải xóa nó đi. Tại vì nếu mà nhiều nhiều chỗ ấy, mà mình cứ để nguyên si tách nhá, thì mình sẽ phải giải UV và sẽ phải giải cả tách trời cho nó. Đấy. Thì tự nhiên mình sẽ phải dành tự nhiên mình lại phải mất texture cho những cái khoảng mà mình sẽ không nhìn thấy. Đây ví dụ như cái khoảng này em có nhìn thấy không, khoảng này nhá mình hoàn toàn coi như không nhìn thấy, mà tự nhiên bây giờ mình lại phải tốn UV cho một cái miếng như thế này đấy, thì người ta gọi là lãng phí. Và để tránh những cái chuyện lãng phí như thế thì mình sẽ phải xóa hết những cái phần ở phía dưới này đi. Đó, thì đầu tiên là mình sẽ cũng phải có một cái bước người ta gọi là tối ưu. Lưới liếc thường chút thì còn được, nhưng mà cái texture thì nên tối ưu. Đấy. Nên tối ưu. Đấy, thì đầu tiên nhá là xóa hết mấy cái này đi. Thì khi mà em xóa này đi, anh nghĩ em phải tiết kiệm được 1 phần 3 đấy. 1 phần 3 cái texture ấy, sẽ tiết kiệm được rất là nhiều đấy. Rồi, tiếp theo đến cái phần này. Đó. Đấy, thì em thấy là có một cái đoạn này nó bị ăn xuống này. Đấy, em ấn vào đây này, nó có hình hai cái ô vuông có chữ X-ray ấy, chỉ vào nó là X-ray, nó ngay bên phải của cái phần insolate ấy, nó bên phải nó có X-ray này, khi ấn vào đó, thì nó sẽ làm mờ đi. Thì ở đây nhá, mình thấy cái phần nào thừa thì mình xóa đi. Đấy nhá, anh cứ làm dần dần từ trên xuống nhá, coi như phần đầu thì anh thấy ok rồi đây anh bỏ qua, duplex lại xóa đi, duplex lại xóa đi. Đấy, bật ra đó thì cái chỗ này này thì mình đấy vẫn đủ nhìn này, đừng đừng xóa sâu quá là được. Rồi cái phần này thì nhìn thấy hết này, thành ra để nguyên những cái phần này thấy hết, để nguyên rồi rồi thấy hết ok. Đấy, và đến những cái phần này thì sẽ phải xóa đi hết này. Rồi tiếp theo là đến cái miếng này. Rồi lại bật X-ray lên. Đó thì mình sẽ thấy phần này nó có cái đoạn thừa ở đây. Đấy nha, anh thấy nó cắt ở đây này. Thế bây giờ mình sẽ cắt bắt đầu từ đây để thừa thừa ra một chút. Cắt từ đây thì bây giờ mình sẽ cắt ở đây một chút. Đấy, mình có thể nhìn thấy mờ mờ ở đây này. Thế thì mình sẽ bắt đầu cắt ở đây. Rồi, tương tự những cái miếng kia cũng thế. Đấy, anh chỉ làm mẫu một hai miếng thôi nhá. Ok, tiếp theo miếng này. Cái
cái miếng này này, em ấn nó xuống nhé, thì coi như em có thể xóa được toàn bộ cái phần dưới này này. Rồi em chỉ việc ấn cái này nó thấp xuống một chút này. Control chấm này. Ở đâu? Shift ở đâu? Shift chấm. Đấy thì nó sẽ lan rộng ra này. Đấy, xong ấn B. Giữ chặt B cho nó thấp thấp xuống một chút. Rồi. À cái này em là từ hai con hyperly nhỉ? Có cả con hyperly, thế thì không được sửa mét. Từ hyperly thì lại có hyperly rồi thì không được sửa mét. Em biết tại sao lại không được sửa mét không? Vì cái tại vì cái con hai nếu mà bây giờ mình sửa như thế này nhá thì cái con hyperly nó sẽ bị lệch cái con ở trong ZBrush ấy. Đấy, thì cái con trong ZBrush nhá, đấy nó đang dài như thế này, nó tự nhiên bây giờ mình đã kéo nó tít xuống phía dưới này thì coi như là con lâu mẹ con hai nó bị lệch, tại vì bây giờ hiện tại cái con lâu đang bị dài hơn mà. Đấy, cái con lâu này thì nó tít xuống dưới này, và trong khi cái con hai của nó thì đang vẫn giữ nguyên ở trong ZBrush là như thế này. Thành ra khi batch hai con nó sẽ bị lệch nhau. Thành ra cái này thì mình sẽ không được đụng vào. Rồi, ok. Thế thôi mình không đụng vào vậy. Đấy là mình không được sửa mét của nó. Và tiếp theo miếng này thì mình lại vẫn xóa đi nhá. Cái này của em được xóa được nhiều phết đấy. À đây cái này thì xóa rồi này, ok này. Tại vì hồi đầu anh nhớ là nó cũng là một nửa rồi. Rồi tiếp theo đến miếng này. Đó. Anh thấy nó ăn vào khá nhiều này. Xóa đi, kích đúp, xóa. Nếu mà đôi khi mà mình chọn vào ấy mà mình không chắc nhá, tức là không biết là nó có bị lòi ra không ấy, thì em cứ chọn vùng như thế này này. Xong rồi em hiện bật cái tắt cái X-ray đi, xem là mình có nhìn thấy cái vùng ấy không. Đấy, thì nếu mà không nhìn thấy thì là ok. Còn nếu mà tiếp tục mình chọn này, xong rồi bật lên mà mình thấy nó bị lòi ra này. Đó, thì tức là bây giờ mình xóa thế này là coi như nó bị thủng nhá. Đó, xóa này là bị thủng này, thì bây giờ mình phải dừng thôi, không xóa nữa. Đó. Rồi, bây giờ mình làm tương tự với mấy miếng kia. Đấy, cái này cũng nhiều này. Cái này nó chỉ lòi ra một tí mà trong khi mét ở bên trong khá là nhiều đấy. Đấy, tắt X-ray đi này. Đấy, khá nhiều này. Thì như này thì mình sẽ phải giải UV cho nó rất là nhiều thì nó sẽ rất là tốn. Nó bị lòi lòi một chút này thì cái này là không được rồi. Thế thì mình sẽ phải xóa nó ở dưới này đi. Miếng này thì mình cũng xóa y hệt thôi. Tại vì giờ đấy thì sau khi mà mình cắt xong ấy thì những cái miếng này giải rất là dễ nhá. Đây, bật UV, mình bật UV lên. Đó, thì đây em đã có sẵn những cái miếng như này rồi. Đấy, thì bây giờ em chỉ việc ấn phô thôi. Ấn vào ấn phô xong luôn. Nó bay đâu mất rồi. Create camera base. Thỉnh thoảng nó bị bay mất hoặc lỗi liếc các kiểu thì em cứ bấm vào camera base này nhá, cho nó nhanh. Ấn phô xong. Đầu tiên là khi mà mình dùng unfold này là nó cứ bị to này, kệ nó không sao nhá. Rồi sau đó mình sẽ cho hết vào một cái, rồi sau đó mình để việc layout lại thì nó sẽ tự động nó xếp theo đúng cái tỷ lệ của nó thôi. Rồi. Đấy, unfold này.
Camera bay unfold. Camera bay này unfold. Đấy thì mình xoay nhẹ cho nó thẳng ra một chút. Đấy, xoay nhẹ thẳng ra một chút xong rồi chọn hết tất cả này. Ấn vào modify xong rồi chọn vào layout này. Rồi nó sẽ tự động nó xếp vào cho mình. Ấn vào đây để check nhỉ. Đó. Lưới đều luôn này. Đấy, lưới hai bên đều luôn. Đấy thì dùng modify này xong rồi dùng cả layout này nó tự động nó sẽ xếp đều cho mình. Tức là xếp theo đúng cái tỷ lệ của nó ấy. Đúng tỷ lệ này. Đấy, để cho cái checker nó bằng nhau, nó sẽ tự động nó xếp sao cho cái checker nó bằng nhau. Đấy, thành ra là trước mắt là bây giờ mình cứ tập trung làm cho những cái miếng này đó thật ok đi. Rồi sau đó còn lại máy nó làm cho mình hết nhưng mà. Cái gì đây? À anh bảo này, cái áo này nhá. Cái áo này bây giờ mình sẽ phải xóa cái phần bên trong ngoài của nó đi này. Thì hiện tại bây giờ em mới chỉ xóa được những cái phần mà cái em mới chỉ xóa được những cái phần mà cái giáp nó che thôi, nhưng mà cái mặt bên trong này thì em chưa xóa này. Thì cái mặt bên trong này sẽ tốn rất là nhiều lưới, mà trong khi đây cũng là một cái phần mà mình không nhìn thấy. Đấy, xóa nó vừa vừa cái đoạn này thôi này. Cắt một vòng ở cổ này. Đấy, toàn bộ cái phần này mình không nhìn thấy này. Delete đi. Chỗ này lưới liếc tốn y như một cái áo thứ hai luôn. Cái texture của mình nó có hạn thôi, thành ra là mình sẽ không thể mà mình spam bừa bãi được. Rồi, cắt lấy một cái vòng ngực của nó này. Chưa cắt lên trên này. Đấy, xóa đi. Đấy, mình đó, thì khi kích đúp vào mà nó chạy hết toàn bộ cái phần bên trong là được này. Delete. Rồi ok. Đấy, giảm xuống rồi. Rồi, còn lại toàn bộ cái phần này đây cũng thế nhá. Cái này anh thấy nó cũng có khá nhiều này. Đấy, cứ xóa hết đi cho anh nhé. Đấy, toàn bộ cái cỗ máy phía đằng sau nhé. Đầu tiên là mình cứ giảm bớt đi cho anh. Xong rồi, đây để anh xem đến cái phần này xem nào. Rồi, ok, đây cái này thì mình cũng phải giảm này. Tại vì cái phần này nó cũng bị khuất bên trong ấy. Chọn vào một mặt này. Ship. Đó, xóa đi. Đúp này.
Xóa. Đấy, đây là cái giai đoạn tối ưu nhé. Vì lưới đã nhiều thế ra mình xóa đi để mình tiết kiệm cái texture đó. Mình giải UV nó cũng sẽ dễ hơn. Rồi, bây giờ tiếp tục bên trong này là cũng xóa đi. Nhớ là cứ xóa nó thừa thừa ra một chút nhé. Tại vì những cái phần này mình đảm bảo là nó chắc chắn không thấy, còn một số những phần này có thể là mình vẫn hơi hơi nhìn thấy một chút đây này. Đấy, thì mình vẫn có thể hơi hơi đó, đúng không? Ở đây là vẫn hơi hơi nhìn thấy này. Đấy, đây vẫn hơi hơi nhìn thấy. Thành ra mình xóa nó hơi sâu rồi này. Rồi, bên này cũng tương tự nhá, anh sẽ làm một bên thôi. Xem nào, đây, đây là một bên thôi, xem miếng này như nào xong xóa bớt luôn. Đúng rồi, nó như khối bắc luôn. Như hộp sữa ông Thọ luôn. Rồi, xóa một chút chút thế này thôi. Cái phần áo giáp này, toàn bộ cái phần dưới này xóa đi này, không cần thiết này. Ấn vào một điểm này, giữ Ctrl chuột phải này, to fade, delete xong. Không cần đâu. Đây, cái con cờ nai thì cái chỗ phía dưới là nó không có gì cả, thành ra là mình mới phải để miếng đấy ấy. Còn do cái con này ấy, phía dưới của nó là nó đã có cái phần thân này, cái phần giáp giết là che hết rồi, thành ra mình không cần. Thì nó khuất mà, còn con cờ nai là nó không khuất. Ở đây này thì mình sẽ cắt cho nó một cái đường ở đây. Tại vì hiện tại ở đây nhá, là anh đang thấy là ở chỗ này nó lộ này. Đấy, nó nhìn thấy khá nhiều, thành ra là bây giờ mình sẽ cắt một cái đường ở bên trong này. Đấy. Vào phần modeling. Multi cut giữa. Không được rồi. Rồi chọn vertex này, giữ chuột phải, chọn tool edge. Đấy, nó sẽ chọn hết toàn bộ cái cạnh mà liên kết đến cái điểm mình vừa chọn đây, xong rồi chọn connect. Không chấm một rồi. Rồi ok. Tắt connect đi. Chọn lại điểm này, giữ chuột phải, to fade. Đấy, delete. Đó thì mình sẽ để lại một cái viền như thế này để đảm bảo là nó sẽ không bị lộ cái phần áo bên trong của nó. Anh nghĩ là cái phần này hơi dày. Về sau ấy, khi mà làm test xong ở cái phần final check cuối cùng thì cái phần thân này anh nghĩ mình sẽ phải chỉnh lại khá là nhiều ấy, tại vì cái phần ngực này nó đang bị lồi lõm nhiều quá. Cái phần giáp này thì hơi dày này, còn về cái phần này thì nó đang bị đây này. Nó đang chưa được nó đang chưa được đều. Đấy. Nó đang bị lồi lõm hơi nhiều, thế là chắc sau mình sẽ chỉnh lại một chút. Đấy, dây ở đây có nhiều phần thừa thì mình cũng phải xóa đi nhé. Anh nghĩ mấy phần giáp này không cần phải xóa đâu, mấy phần dưới này không cần xóa đâu. Hai phần này thì phải xóa này. Về những phần này nó rời hẳn ra mà. Nhưng mà những cái phần này nó bị bám vào cái phần thân, thành ra là nó sẽ bị bên trong này nó sẽ khuất này. Chỗ này mình sẽ phải xóa đi. Đấy, bên trong này cũng nhiều lưới lắm này.
Rồi sẽ split cái phần chân này ra. Separate, để xem. Đấy, toàn bộ cái phần bên trong này vẫn còn này, mình cũng phải xóa đây. Xóa nhầm mày. Không, đi ấn delete thôi. Ấn delete bình thường thôi. Đấy, rồi ok. Mình lại xóa tiếp những cái miếng dưới này. Đấy, để sau này em cắt nhá, thì những cái miếng này này em cắt như này này. Ở đây miếng này em cắt rồi à? Không cắt kiểu này nhá, em đừng cắt một phát ở giữa như này nhá. Đừng cắt một phát ở giữa như này. Em nhớ cái cắt khối bóc ấy. Cắt khối bóc thì mình sẽ phải cắt được cái phần thân, tách rời cái phần sau đít của nó ra này. Cắt rời cái phần sau đít của nó, tách ra thành một miếng. Đấy, rồi sau đó cái phần này mình sẽ cắt ở đây. Đấy, cắt rời cái này ra. Đấy, thì cái phần hai bên cạnh này nó sẽ bung ra. Đấy, thì nó sẽ bám nó vào, nó như cái hộp ấy. Còn với cả cái miếng mà nó đã cắt sẵn như thế này rồi thì mình sẽ cắt kiểu như thế này. Tức là mình làm sao mình cố gắng mình bắt cho nó đi ra cái đường này này để nó mở bung ra. Cắt rồi.
Rồi cắt hết những cái cạnh của nó ra, xong rồi mình ấn vào Unfold. Đấy, nó tự động nó sẽ giải ra như này. Đã xong. Gọn gàng luôn. Đấy, những cái miếng dưới này em cũng xóa hết bên trong này, nó đi này. Rồi cái tiếp theo đến cái phần này này. Thì cái phần này này, nó em cắt hết toàn bộ cái phần này đi. Tại vì cái phần này nó đã được che rồi mà. Đấy, nhưng mà nhớ xóa nó phải hơi dư dư ra một chút để nhỡ mà trong cái quá trình chuyển động ấy nó có bị bật ra, nó bị bung ra thì nó còn không bị lộ đó, như này. Anh ví dụ thế, sau này mà làm game ấy thì nó không, anh đang hướng dẫn cái kiến thức này không phải là cho một bài này đâu, mà là cho khi mà sau này đi làm ấy, thì nhân vật của em có phải là dựng ra để làm tượng đâu, sao không phải rig riết các kiểu nữa. Thành ra là mình phải quen dần với những cái việc mình UV này hoặc là tối ưu này là để cho làm game hoặc làm phim. Đấy, thì nhân vật thì chắc chắn nó phải chuyển động rồi. Những cái này thì để nguyên này, những cái này đang hơi bị thiếu lưới này, cái này anh nghĩ cho em phải smooth thêm một lần nữa. Thôi cái này để nguyên cũng được, cái này em xóa đi một lần bên trong này nữa cũng được này. Cái này nó sát thân quá rồi, nó bám vào chân rất là sát. Đó, nguyên như này luôn. Rồi xem cái này xóa chưa. Ok, xóa rồi. Đấy, còn cái phần chân này UV thì mình cắt một phát dọc ở đằng sau của nó ấy thôi. Đúng rồi, ok, đúng rồi. Đấy, thì nếu mà mình cắt ở bên trong này luôn này thì khi mà mình ấn phô ấy. Ừ thôi để thế này cũng được, ok không sao. Đấy thì chỉ có một chút chút thế thôi. Rồi bây giờ đây, bắt đầu anh check cái UV nè. Rồi ok, cắt này cũng được. Ok. Cái này nên để ra đằng sau này. Hãy bảo là cái con này mình yêu ở với cả một cái object kiểu này thì mình luôn ưu tiên cắt ở phía đằng sau này nhá. Đấy. Cắt phải luôn cắt ở đằng sau. Cắt đằng sau. Đấy, giữa trên và dưới nhá. Đấy. Giữa đây và trước này và sau này, đây là trước, đấy thì mình thì phía đằng trước này luôn dễ bị nhìn thấy nhất, thành ra là mình sẽ luôn là phải cắt ở phía đằng sau của nó. Còn phía trên và phần dưới thì phần trên thì cũng dễ bị nhìn thấy hơn, và phần dưới nó hay bị khuất đó, thì mình cũng hay cắt ở cái phần dưới này của nó. Đấy. Còn bên trái hay bên phải nó sẽ tùy thuộc vào cái việc là nó sẽ ở bên nào. Đấy, thí dụ như ở bên này này. Đấy. Thì mình sẽ cắt ở cái phía khớp khớp ở phía bên trái này. Đấy. Tức là cứ mình cứ ưu tiên chỗ nào càng khuất càng tốt, và tránh những cái phần phía đằng trước mặt này ra. Tránh trước mặt này ra. Luôn cắt ở phần dưới này và đằng sau. Cứ cắt ở dưới và đằng sau. Đấy, cắt ở đằng sau. Đấy thì với cả cái miếng này thì tôi có để này dạo không sao đâu. Rồi, được rồi, rút kinh nghiệm lần sau rồi được. Rồi, miếng này cắt ở dưới này. Đấy, cắt ở dưới này là ok rồi. Rồi, ok, cắt ở dưới ok. Rồi, mấy miếng này thì chỉ đập dập ra thôi. Miếng này thì em cắt cho anh một cái đường ở đây nữa ra nhé, để cho nó bẻ tung nó ra hơn, để cho nó giãn tốt hơn. Đây, là nó sẽ giãn tốt hơn. Đấy, này thì nó sẽ rất là đều. Đấy, còn chỗ này của em nó bắt đầu bị méo này.
Ô vuông ở đây bắt đầu nó bị méo rồi này. Ô vuông nó phải ra đây này. Đấy, nó bắt đầu nó bị méo ở đây rồi này. Đấy, còn bên này thì nó không bị méo chút gì này. Đó, đấy, cắt như thế này. Cắt như này. Nó đúng như cái hộp ấy. Cái này thì gần đúng. Cái chỗ này thì em mượt nó vào. Tại vì tránh không cắt ở phía đằng trước mà. Siêu nó lại. Cái miếng trên kia thì dính quá, còn miếng trên này thì lại cắt nhiều quá. Siêu nó lại. Đấy, thế này được mà. Đó thì mình sẽ chỉ cắt ở bên cạnh này thôi để nó bẻ tung ra như này này. Đấy thì nó cũng gần như không khác gì cái miếng ở trên này luôn. Đây em thấy này. Đấy nó cũng không khác cái miếng này. Đây anh mà cắt ra rồi em sẽ thấy nó sống y hệt nhau luôn. Cái ông nào đang ăn cơm đấy. Ngon thế. Ngon thế. Đấy. Đúng không? Nhìn y hệt nhau luôn. Để nó sẽ có một cái miếng ở giữa này và nó bẻ ra. Đó, nó sẽ có một miếng ở đây. Xong bắt đầu nó sẽ bẻ ra các mặt còn lại. Đấy, miếng ở đây cũng thế. Nó sẽ có một cái miếng chính. Rồi sau nó sẽ bẻ ra các mặt còn lại. Đó. Đấy, với cả hình vuông thì mình luôn cắt kiểu như thế nhá. Với cả những cái phần này cũng tương tự như thế luôn. Nó sẽ có cái mặt chính này. Đấy, đúng không? Như này này. Nó sẽ có cái bề mặt trên của nó, sau nó sẽ bẻ ra những cái mặt còn lại. Thế này là đúng rồi nhá. Đấy, miếng này thì chưa cắt này, miếng ở trên thì ok rồi nhưng mà miếng dưới này thì chưa này. Cắt này. Unfold. Đó, nó bẻ tung ra này. Thì như thế này mới là ok này. Đấy, em thấy khi mà mình cắt xong ấy mà nó bị bung ra như thế này, nó tách hẳn ra như thế này. Đó, thì chứng tỏ là bây giờ mới là cái lúc mà nó giãn, còn trước đấy nó đang bị rất là căng nhé. Trước đấy nó rất là bị căng. Giờ nó sẽ bị giãn. Rồi, ở đây thì nó toàn hình trụ với cả hình tròn thôi, thì anh nghĩ chắc là cũng ok rồi. Thì hình vuông thì mình cắt nó cũng giống giống nhau thôi. Rồi đúng rồi, đây cắt như này là ok này. Mình sẽ phải ưu tiên cái phần đằng trước này. Đấy và tách cái phần đằng sau ra. Cái này ta cắt này là ok rồi, đúng rồi. Đấy, sao em cứ cắt như này. Đấy cái miếng này thì lại bị ngược. Cái miếng này thì lại phải ưu tiên. Cái miếng này thì lại phải ưu tiên liền phần đằng trước này và phần đằng sau phải tách ra. Đây, em nhìn như miếng này em sẽ thấy đấy này. Đúng không? Liền này. Phía đằng trước gần như là nó không có sim mấy, chỉ có một chút ở đây. Đấy, còn cái đằng trước này thì lại dính quá nhiều sim này. Đúng. Đấy, tại vì nhìn góc 3 phần tư từ đây là sẽ là góc chính diện của mình. Đấy, từ đây thì mình vẫn bị nhìn thấy này. Ưu tiên đằng trước mà. Cái này cũng được. Em cắt cho anh thêm cái phần này ra đấy. À, thôi không cần. Cái này nó cũng mềm. Cái này chưa cắt à? À đây đây. Anh chưa bật cái UV. Thank you.
cắt thêm cho anh đoạn này nhé. Mẹ bảo Bim thay quần áo rồi, con sắp xong rồi. Ra ngoài rút tiền đầu tháng không chết đói mất. Đó, một chút chút thế này. Còn với cả những cái miếng này thì sau mà em có cắt ấy thì em cũng cắt giống như là cái miếng ở đây, giống như miếng này nhá, tức là mình sẽ tách ở cái mặt sau của nó ra. Đây, hoặc là bây giờ anh sẽ làm mẫu thử một cái. Separate. Camera bay này. À, đáng nhẽ là cái miếng này mình cũng phải tối ưu là cắt những cái đoạn sau này của nó đi nhá. Cái đoạn này em bevel kiểu gì hay sao, như đoạn này em bevel lỗi hay sao này, tự nhiên nó bị dính ở đây này. Chỗ anh nghĩ là chỗ này em xem lại cái con subdivision 1 nhá, em xem lại nhá cái file này, hoặc là tìm lại cái file cũ xem cái này như bị lỗi rồi này, hoặc là không thì em connect lại đi. Không, đây connect như này này bị lỗi rồi này, không hiểu tại sao chỗ này bị thế này này. Rồi. Em xem lại, tìm lại những bản nó cũ hơn nhá. Anh nghĩ cái này chắc là phải sửa lại rồi. Rồi, ok, cái này xóa đi này. Rồi, bây giờ tiếp theo là tách cái phần mặt sau của nó ra. Cắt này. Cắt cho thêm một đường ở đây. Thì cái này sao em cắt nhiều quen đấy mà. Nó có công thức hết rồi, tại vì những cái này hình khối của nó cũng xem nhau. Toàn hình vuông, hình tròn. Xong rồi cứ cắt thì cứ cắt ưu tiên, đừng không không được cắt những chỗ nào nó dễ nhìn thấy. Cắt những chỗ nó khuất khuất thì được. Rồi unfold. Unfold. Đó, rồi ok, thế là xong. Rồi xếp lại. Đó, gọn gọn lại thế là được. Thực ra sau mình sẽ dùng cái layout mà, thành ra mình có khi chả cần xếp được. Còn cái đầu lâu này thì em biết cắt cái đầu lâu rồi chưa? Đây nhá, cái đầu lâu thì em cắt thế này nhá. Anh lại separate ra nhá. Đấy. Nếu mà nó bị mất UV này đầu tiên thì em cứ camera bay cho anh thì nó sẽ tự động nó ra.
Cái này cắt đôi cũng khó ấy chứ. Để cái chỗ này nó còn có lỗ trống ở đây này. Cái này khó cắt phết đấy. Ok rồi, cái này thì mình sẽ cắt kiểu như này. Mình sẽ không cần cắt cái con này nhá. Em cứ dùng camera bay. Dùng camera bay. Đấy, xong rồi như thế này, mình làm UV đấy, đây chính là cái UV của nó luôn. Đây sẽ là cái UV luôn. Xong rồi texture thì, mình sẽ cứ để nguyên như thế này thôi. Đấy, để nguyên như thế này luôn. Vì nó cũng bé mà. Đấy, để nguyên như thế này luôn. Đấy, chỗ này nó còn bị khuất đấy. Cái này ok. Cái này em tăng smooth lên cho anh nhá. Cái mặt này cũng thế nhá. Em UV này xong rồi camera bay cho anh, tại vì cái mặt này nó phẳng ấy, nó khá là phẳng rồi. Ok, cắt rồi, rồi ok. Ok, cắt rồi, rồi ok. Cái này cắt rồi. Cái này anh thấy nó đang bị hơi ít lưới này. Đấy, phải smooth cho anh thêm một cái nữa nhé. Đấy, phải cỡ như này này. Đừng để nó thấp lưới rồi. Được, em smooth này xong em ấy lại mà cho phát. Unfold lại cho nó phát. Đây đúng không? Em đừng cắt ở phần giữa như thế này nhá. Đấy, đừng cắt ở giữa này, em hãy cắt ở cái cạnh của nó tại vì những cái mặt này, những cái mặt nó khuất. Đấy, thành ra mình không bao giờ, mình sẽ không để cho nó lớn y hệt như là cái mặt đằng trước được. Cái mặt đằng trước nhìn thấy nhiều, thành ra là mình phải để cho nó nhiều. Còn cái mặt đằng sau ít nhìn thấy thì mình sẽ để cho nó ít thôi. Đấy, thành ra cái mặt này mình sẽ phải cắt ra này. Đấy, cái mặt này không nhìn thấy thì mình sẽ cho nó ra một góc và nó sẽ để, mình sẽ để cho nó thật bé thôi. Đấy. Đấy, cái việc mình tách những cái phần khuất nó ra mục đích là vì thế, là để mình sẽ cho nó thật là bé thôi. Siêu ấy. Đấy, chỗ này khuất này, mình có nhìn thấy nó, thậm chí mình xóa đi cũng được nhé. Đấy, chỗ đấy em xóa đi cũng được, phần này em xóa đi cũng được. Đây, để cho nó bé bé này thôi nhé. Xem có chỗ nào mà ấy yếc thì cũng xóa bớt rồi đi. Đấy, phần này thừa này. Đấy, xóa đi này. Đấy, xóa bớt đi này.
Đấy, gọn gàng. Đấy, rồi ok, đấy thì em cứ sửa dần đi nhá. Thì đầu tiên ấy thì em không cần phải xếp vội đâu. Thì đầu tiên bây giờ mình cứ tập trung, một là cái tối ưu, hai là cái cắt cho nó ngon nghẻ đi. Đấy, cắt cho nó đúng đã, cứ tập cắt cho đúng đi. Đấy, thế thôi. Tập cắt cho đúng thôi. Ở cái đầu. Ok. Tốt nhất là không đụng vào ấy. Đấy, rồi ok, rồi anh xếp lại cái này nhá. Đấy, xong rồi em mở ra em tham khảo ấy. Nó đang báo lỗi gì này, nó bảo là không cho đổi đuôi này. Anh cứ để đuôi MB nhá. Rồi ok thế nhá, xong rồi khi nào xong anh sẽ gửi em cái clip này.